Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ. Kính thưa quý Phật tử, như thường lệ, vào trước giờ sám hối sẽ có vài lời chia sẻ của quý thầy gửi gắm đến quý Phật tử. Hôm nay chúng con được Chư Tăng cho phép phân công lên đây để có vài điều chia sẻ cùng quý Phật tử. Lời đầu tiên, nguyện cầu họ Quan Tâm Bảo gia hộ cho trên chư phụ có nhiều sức khỏe và quý Phật tử có nhiều an lạc và tinh tấn trên bước đường tu học Phật pháp của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, chúng con cũng xin tri ân trên cha mẹ đã cho chúng con tấm thân này. Xin tri ân trên chư phụ đã cho chúng con hình tướng ngồi xuất gia, và tri ân trên các vị đã chịu khó đến đây để lắng nghe chúng con nói. Không biết các vị có hân hỷ để chúng con được hầu chuyện với các vị trong buổi chiều hôm nay không ạ? Xin thưa các vị, cái thân thể mình cấu tạo bên ngoài là gì? Là da. Da xong rồi tới thịt, tới xương, rồi tới nội tạng, đúng không ạ? Mình sẽ nói từ bên ngoài vào bên trong. Xin thưa các vị, bất cứ cái buổi lễ nào cũng có cái phần mở đầu là gì? Mục thứ nhất là tuyên bố lý do. Cũng như thế, chúng con ngồi đây cũng phải lý do gì ngồi đây. Các vị đến đây cũng phải có lý do gì để ngồi đây, đúng không ạ? Mình cũng phải nói mục đích mình ngồi đây làm cái gì. Xin thưa các vị, hai người đang thương nhau đó, người ta có câu là sao ạ? Có chôm cá mới ở đìa, có anh em mới sống khuya chúng này. Các vị đến đây vì ai? Các vị có mặt ở đây vào giờ này vì ai? Để làm gì? Để làm gì các vị? Thôi mình nói mục đích thì mình ngồi đây làm gì đi ha. Ở ngoài đời người ta trồng trọt và người ta chăn nuôi, thì muốn được kết quả tốt từ việc trồng trọt và chăn nuôi đó, phải có một kiến thức nhất định về trồng trọt và chăn nuôi. Tùy theo loại giống, loại cây mà có một cái loại phân bón, một loại nước thích hợp để cây cho phát triển, để con giống phát triển, cuối cùng mới đạt được kết quả, đúng không ạ? Được. Bên cạnh đó còn cần nhờ có gì ạ? Kỹ sư để hướng dẫn các vị trồng trọt và chăn nuôi. Các vị có phải là những người trồng trọt và chăn nuôi không ạ? Các vị đang trồng cái gì ạ? Đang trồng hạt giống bồ đề, đang nuôi dưỡng cái Phật tâm, trồng cái hạt giống bồ đề để sau này nó trổ ra cái hoa từ bi và quả giải thoát và giác ngộ. Các vị đang nuôi cái gì? Nuôi Phật tâm, sau này nó phát triển thành Phật quả. Có đúng như vậy không ạ? Cho nên hôm nay mình tập làm kỹ sư để hướng dẫn các vị trồng trọt và chăn nuôi. Còn các vị đến đây giờ này để làm gì? Mục đích gì? Thay vì mình giờ này mình đi chơi, mà đi công viên, đi nhà hàng, nhưng mình có mặt ở đây. Vô chùa thì ngủ gục vẫn có phước hơn ở ngoài, đúng không ạ? Giờ này thay vì các ông đi nhậu, nhưng mà không nhậu mà vô chùa mình ngồi ngủ cũng vẫn có phước hơn giờ này để đi nhậu, đúng không? Hôm trước chú con uống cái thuốc dài dài, chú con nhìn cái hạn sử dụng của nó là tháng 6, ít nhất còn 3 tháng nữa mới hết hạn, đúng không ạ? Mình uống xong cái thuốc mình mới nhìn lại rằng nay là năm 22, nhưng cái hạn của ta là năm 21, có nghĩa mình đã uống cái thuốc quá hạn sử dụng đến gần 1 năm rồi. Điều đó chứng tỏ gì ạ? Cái thời gian nó qua nhanh quá, nó qua nhanh quá, mình không kịp để mà nhìn lại, mình không kịp để thấy nó, đúng không ạ? Mình lấy cột mốc từ trận đại dịch năm 2019 và phức tạp nhất là năm 2021, đúng không ạ? Từ đó đến nay rất là nhiều cái chuyển biến, rất nhiều cái thịnh suy. Cuộc đời sanh ký tử quy, mới xuân sanh đó già thì đến nơi, sông dài mấy bận đời vơi, thế gian mấy bận đổi dời trắng đen, đúng không ạ? Trong trận đại dịch có nhiều người mất đi, đồng thời có những đứa trẻ vừa sinh ra, có những người ăn nên làm ra, có những người thất bại phải bỏ Sài Gòn trở về quê cũ để nương náu với mái ấm gia đình. Các vị là cũng là những khách ly hương đang tìm về quê cũ. Có một câu rằng nhật mộ đồ viện, ngày hết rồi nhưng đường về còn xa. Hay tổ Quy Sơn có câu
tiền lộ mang mang, vị trí hạ vãng, đường phía trước mịt mờ nhưng chưa biết đi về đâu. Các vị đã tìm về được cố hương của mình chưa? Hay còn xa chân, lỡ bước? Hay còn trong hang tối, hay giữa đường sâu? Hay còn trong chốn sa mạc? Mình hãy nhìn lại. Cuộc đời rất là nhanh, thấm thoát. Tất cả đều sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Lấy cái gì để mình nương tựa vào phút cuối của cuộc đời? Lấy cái gì để mình tựa trong lúc mình sinh nhai, trong lúc bận rộn cơm áo gạo tiền? Đó chính là những lời dạy của Đức Phật. Dù ngoài kia có giông bão, dù cuộc đời có đổi thay, nhưng Đức Phật vẫn bình an, tịnh tại, với nụ cười hiền hòa, đúng không ạ? Mong rằng mình sẽ học được từ lời dạy của Đức Phật, để mình sống cho tốt, để tu cho tốt, để cuộc đời của mình có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc. Đề tài chúng con chia sẻ với các vị hôm nay vẫn là tiếp theo cái đề tài ở lần trước, nói về an lạc và hạnh phúc của cuộc sống. Hôm trước mình được đi ra Huế và ghé thăm rất nhiều chùa, và trong đó có chùa Từ Hiếu, là nơi Hòa Thượng Nhất Hạnh xuất gia. Chúng con đến đó vào cái dịp trung thất của Hòa Thượng. Không khí rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Hội trường không đủ lớn để chứa nhiều người, nhưng mọi người chọn một cái góc nào đó để ngồi, một ghế đá, một bãi đất trống dưới một gốc cây, thật yên tĩnh, hướng về hội trường nơi để dưới ảnh của Hòa Thượng. Có người cầm dưới ảnh của Hòa Thượng mắt đỏ hoe, có người cầm dưới ảnh của Hòa Thượng khóc thành tiếng. Mặc dù cái thân tứ đại của Hòa Thượng không còn nữa, nhưng mỗi bước chân thiền hành của các thiền sinh, mỗi bước chân thiền hành của các đệ tử Phật tử, mỗi hòn sỏi, mỗi hạt cát, mỗi nụ hoa, mỗi chiếc lá đều là thấy được hình ảnh của Hòa Thượng. Mỗi tiếng gió thổi, tiếng thông reo đều là pháp âm của Hòa Thượng. Và đi Huế thì chắc chắn ai cũng một lần ghé vào Đại Nội Huế, một nơi ngày xưa thì dân thường chắc chắn không có cơ hội để đặt chân đến, một nơi vậy giàu sang, quyền quý, quyền lực. Có một lần cụ Lê Hữu Trác được chúa Trịnh triệu vào trong phủ chúa để trị bệnh cho con của chúa. Cảm tác cái cảnh giàu sang đó, cụ có làm một bài thơ: Linh nghìn cửa gác đồng nghiêm nhặt, cả trời Nam sang nhất là đây. Lầu từng gác vẽ tung mây, rèm châu hiên ngọc bóng mai ẩn mình. Hoa cung thổ ngọt ngào đưa tới, vườn ngự nghe vẹt nói đồi phen. Quê mùa cung cấm chưa quen, khác nào ngươi phủ đào nguyên thử nào. Cái cảnh của phủ chúa thôi nó đã giàu sang, nó lộng lẫy, nó nguyên nga như thế, huống là cái hoàng cung Đại Nội. Bây giờ nơi đó chỉ là những cái người ta tái hiện lại ở đời sau, còn chăng là những bức tường riêu phủ. Người vào đó người ta chỉ tham quan điều vạn cảnh để tìm một chỗ nào đó để chụp hình, không một nén hương, không một lời hoài niệm. Cũng là một kiếp người, một nơi rất quyền quý, giàu sang, danh vọng địa vị đủ thứ, nhưng rốt cuộc rồi, khi người ra đi rồi, còn lại những gì? Cuộc đời một thoáng thua phai, hóa thân cát bụi, còn ai nhớ mình? Một nơi mái chùa đơn sơ nhưng đào tạo ra những bậc có đức hạnh, để lại những điều rất cao quý cho cuộc đời này. Còn một nơi quyền quý giàu sang phồn hoa đô hội thì là không được như thế. Điều này để cho mình suy gẫm về cuộc đời của mình khi mình ra đi, còn để lại cuộc đời những gì để cho người ta còn nhớ đến mình. Các vị có suy nghĩ điều này không ạ? Thường là tháng giêng á, tháng giêng các vị dành thời gian đi chùa, đúng không? Sau khi giao thừa xong, sau khi cúng ông bà xong, sau khi ngày mùng 1 xong, các vị thường đi chùa rất là nhiều. Không những đi chùa mà đi đình, đi miếu, đi núi, đi cầu gì ạ? Cầu nguyện một năm được bình an, một năm được hạnh phúc, một năm được vừa thành đạt, an lạc, đúng không ạ? Một cái nguyện vọng rất là chính đáng, ai cũng mong muốn điều đó. Nhưng cầu có được không ạ? Xin có được không ạ?
Đồng thời bên cạnh đó mình còn làm gì nữa? Giờ đi coi sao, coi bói, để cúng sao giải hạn, cúng tam tai, cúng để diện tướng, cái cài đổi vận mệnh. Có bà hỏi mình, thầy có biết coi ngày cắt nhà không? Hoặc có nhiều người đến gặp chúng con, thầy có biết coi ngày vừa cưới hỏi không? Con nói con không biết, mà có biết cũng không dám coi các vị. Mình đi coi ngày cưới hỏi xong, mình coi xong thì nó hạnh phúc, nó hòa hợp không sao. Mình coi ngày xây nhà xong, ăn nên làm ra không sao, làm ăn lụng bại thì dòng họ nó kéo đến chùa, cho nên mình đâu có dám coi. Các vị có đi chùa để coi ngày coi giờ đã cúng sao hết chưa? Năm này mày cúng sao hết chưa? Sao gì? Để giải hạn hết chưa? Thấy bình an hạnh phúc chưa? Nói về chuyện cúng sao, mình kể chuyện cho các vị nghe. Chắc vị nghe câu chuyện Trạng Quỳnh chữa bệnh cho Chúa chưa? Nghe chưa? Chúa Trình bị phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh á, bắt những cô gái trẻ đẹp vào để cấu, để cắn, để xé. Những cô gái sau khi về, một là chết, hai là bị thương tật. Nên là câu chuyện này đã đến tai của Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh mới xin vào phủ Chúa để chữa bệnh cho Chúa. Trạng Quỳnh gặp bà Chánh Cung, nói rằng tôi đã vào đền Trấn Vũ để xin với Thánh một cái bài thuốc để trị bệnh cho Chúa. Nếu Chánh Cung làm đúng như lời tôi á, thì Chúa sẽ khỏi. Nếu không thì mạng sống Chúa không đảm bảo được. Cái việc đầu tiên á, thả những người con gái vô tội ra. Thứ hai á, là cột tay chân của Chúa lại, không cho đi đâu hết. Thứ ba là phải cúng sao, ăn uống thì khiêng kem, và mỗi ngày thì Trạng đều lập đàn để tế sao. Trạng đọc trước các cung tần mỹ nữ, người hầu đọc sao. Trạng đọc là ô hô ngàn sao, sao long sao mệ, sao dập sao dung, sao ú sao ngang, mau cúc lên trời, Chúa tôi khỏi bệnh. Năm ngày sau đó, bệnh Chúa đã bắt đầu thuyên giảm, ăn cảm thấy ngon hơn. Nhưng mà Chúa bị trói tay chân rất bức rứt, rất khó chịu, muốn mở ra để cho thoải mái. Chánh cung mới hỏi với Trạng. Trạng nói rằng nếu làm đúng liệu trình thì Chúa khỏi, nếu không thì không đảm bảo. Nó khuyên Chúa ráng cố gắng. Ngày sau 7 ngày thì Chúa hoàn toàn khỏi bệnh, ăn uống được, ăn ngon, ngủ ngon và không bị lên cơn nữa. Chúa thưởng cho Trạng rất hậu hĩnh. Trong ngày đó rất có nhiều người đến chúc mừng Trạng. Có nhiều ông thầy phong thủy đến để chúc mừng, để hỏi thăm, nhờ Trạng chỉ cho cái bí quyết, cái bài thuốc gì mà trị bệnh hay quá vậy. Trạng mới nói rằng ta chỉ chữa mẹo thôi. Chúa thì đam mê tủ sắc, ăn uống vô độ, cho nên bị như thế. Lại các thầy thuốc, thái y bóc những thuốc bổ làm cho bệnh Chúa càng ngày càng nặng thêm. Bây giờ Chúa ăn uống có điều độ, kiêng khem mọi thứ, nên từ từ trở lại bình phục. Và các ông thầy phong thủy mới nói rằng các sao mà Trạng tế sao nó lạ quá vậy, ta đọc hết nhiều sách nhưng mà không thấy được. Trạng mới cười nói rằng các ông thử đọc ngược trở lại thử coi, sẽ ra thôi à, chỉ là mẹo thôi. Sao long sao mệ là sao mê sao loạn, sao dập sao dung là sao dục sao dâm, sao ú sao ngang là sao ác sao ngu. Mấy cái sao đó nó hết, bị tiêu hết á, thì Chúa cũng khỏi thôi. Mọi người đều khen Trạng rất là tài. Các vị thì coi cái sao nào đang chiếu mình, để mình tiêu từ, mình dừ diệt nó. Các vị có mấy sao? Nó không phải là La Hầu, không phải là Kế Đô nha. Sao gì? Tham, sân, si. Mình diệt trừ nó thì đời sống mình có an lạc và hạnh phúc, không cần coi đâu xa. Cũng là một con người với nhau, tại sao có người này người khác, tại sao có người giàu người nghèo, tại sao có người đẹp và người xấu, tại sao có người nhiều vợ mà có người không có vợ nào. Có phải rằng do sao xấu, có phải sinh vào đúng sao xấu nên mới khổ đau như thế? Ngày xưa Thúy Kiều sinh trúng sao gì các vị? Hết nặng nọ đến nặng kia,
thanh lâu hay lược, thanh y hay lần, có phải do sao xấu không? Người sao kiệu bạc ngai vàng, người sao cua chợ đầu làng kêu ca, người sao điểm thấm thiêu hoa, người sao ngồi đất lê la suốt ngày, người sao chân đắp màn quay, người sao trần trụi thân thay bẻ vàng, người sao võng giá nghênh ngang, người sao đòi đội vai mang nặng nề, người sao năm thiếp bể thê, người sao coi cúc sớm khuya chịu sầu, người sao kẻ quạt cười hầu, người sao nắng giải mưa dầu long đông. Có phải rằng do mình sinh trúng ngôi sao xấu hay do ông trời ông bất công để mình phải khổ đau như thế? Cũng chung một thân phận, cũng chung một kiếp người, mà người này người khác có sự bất đồng như thế. Do ai ạ? Do đâu các vị? Cụ Nguyễn Du có câu: đã mang nói nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có phải chăng chính do cái hành nghiệp của mỗi người khác nhau, cho nên y báo và chánh báo nó khác nhau, đúng không ạ? Do nghiệp của mình mỗi người hay là do ông sao ông chiếu mình? Các vị thấy cái nào đúng không ạ? Để có một được sống thật là bình an, thật là hạnh phúc, thì đầu tiên á, hãy sống cho nó trọn đạo làm người. Các vị đang ngỡ cái đạo nào trong lục đạo? Phải là nhân đạo không ạ? Là nhân đạo. Cho nên mình phải sống để có được an lạc hạnh phúc từ đời sống của mình. Hãy sống cho nó trọn đạo làm người, đúng cái đạo nghĩa của một người Phật tử. Làm Phật tử thì làm con có hiếu, làm mẹ cha tiêu biểu hiền nhân, vợ chồng thực vẹn ái ân, anh em thực vẹn cán cân nghĩa tình. Mình hãy sống đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với gia đình mình, đối với quyến thuộc của mình. Mình ở cái vị trí nào thì mình sống đúng theo cái vị trí đó. Như thế cuộc đời của mình mới có nhiều an lạc, mới có nhiều hạnh phúc. Trong cái đạo làm người của mình nữa các vị, mình sẽ mang rất nhiều ơn nặng, đặc biệt là ơn của mẹ cha và ơn của thầy tổ. Chúng con tự dị có được tấm thân này là do cha mẹ tác thành. Người đã một đời vất vả, một nắng hai sương để nuôi anh em chúng con khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Khi các con đã trưởng thành hết rồi thì cha mẹ lần lượt ra đi. Năm 2017 thì ba mất, năm 2021 thì mẹ mất. Chúng con chưa đền đáp được phần nào công ơn dưỡng dục, sinh thành và nuôi dạy của cha và mẹ. Giờ đây gẫm lại chỉ là một hoài niệm xót thương. Mặc dù tình cảm của chúng con đối với cha của mình không có sâu sắc như mẹ, nhưng người cũng đã tần tảo hy sinh, cũng phải bạc đầu vì lo lắng, vì nuôi dạy, vì làm đụng để có tiền lo cho các con ăn học. Trở lại nhà xưa, hình ảnh của người cha năm nào thì không còn nữa các vị. Phụ thân nơi đã biệt ly dương trần, con chưa báo được mười ân, mà nay cha đã qua phần còn đâu. Nhắc thôi thêm tảm thêm sầu, làm con chưa báo được câu sanh thành, mà nay cha đã khuất hình. Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu, bỏ con thơ dại chích chiêu, đâu còn như sống mà kêu con về. Công lao khó nhọc nhiều bề, tháng ngày lo lắng nặng nề vì con. Bao năm nuôi dưỡng hao mòn, chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang. Lắm lần còn nguyện giới gian cho con khôn lớn lên đàn công danh. Rồi nay con được trưởng thành, chưa hề báo đáp công sanh phần nào. Sanh thành dưỡng dục cù lao, gia đình gánh nặng làm sao an nhàn. Sợ con lưu lỏng xa đàn, sợ gì bệnh hoạn lại càng lo âu. Cha không lên cát xuống lầu, bỏ con vất vả đồng sau nắng hè. Cha không xuống ngựa lên xe, bỏ con đối đất chịu bề lang thang. Cha không dư giả bạc vàng, bỏ con khốn khổ cơ hàng liều tránh. Thương con cha bỏ sau đành, cũng vì số phận cha đành biệt ly. Nhỏ còn thơ dại biết chi, lớn lên mới thấy cha thì dày công. Từ nay hết đợi hết trông, thi hài cha gửi ra đồng cỏ xanh. Về thăm đâu thấy dáng hình, bàn hương dáng vẻ đèn xanh nhang tàn. Đó là những cái hoài niệm về công đức sinh thành dưỡng dục của người cha đối với chúng con. Còn người mẹ của mình vất vả một đời vì chồng vì con,
đến phút cuối của cuộc đời vẫn lo cho các con, các cháu. Khi mẹ bệnh rất là nặng, hỏi mẹ, mẹ có sợ chết không? Mẹ nói rằng rất là sợ chết. Khi ra đi rồi, chết rồi, bỏ các con lại bơ vơ, không có nơi nương tựa. Mẹ đã cả đời để cho con, các cháu rồi. Lúc bệnh, gần mất rồi, yếu rồi, quảng quan tâm cho đến này đứa kia. Cái tình cảm đó để lòng trong lòng cho con những điều rất là sâu sắc. Mẹ ơi, con rất đau lòng, nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con. Bao năm nuôi dưỡng hao mòn, tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy. Con đau mẹ chạy thuốc thầy, giá gian trùng miễu đủ đầy cầu sinh. Than ôi cốt nhục thâm tình, biết sao trả đặng mẹ mình dày công. Bây giờ nhìn cảnh đau lòng, mẹ đà về chốn non bồng xa chơi. Bỏ con lặng hợp biển khơi, sống công khổ não lụy rơi sang hòa. Biết đâu tìm kiếm mẹ già, nhìn đến hương án trong nhà quạnh hiu. Cháu con thơ dại chích chiêu, như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn. Các vị nhìn hình ảnh một con gà, nó mất mẹ, nó bơ vơ, nó chạy đông chạy tay, nó kêu giáo giác để tìm mẹ nó. Như gặp được mẹ rồi, nó xà bỏ đôi cánh của mẹ, được sự chở che của mẹ, được sự thương yêu của mẹ. Nhưng người mất mẹ rồi thì sao ạ? Tìm không ra, chỉ thấy về nhà, chỉ thấy di ảnh của mẹ. Và những kỷ niệm về hình ảnh của mẹ cũng lưu lại trong tâm của những đứa con. Cho nên các vị, nếu còn cha còn mẹ, xin hãy trân quý, hãy tri ân những người đã tác tạo cho mình cái tấm thân này. Các vị có mặt ở đây là nhờ cha và nhờ mẹ. Cái ăn lúc ấy không thể nào trả cho hết được. Bản thân chúng con để suy ra các vị cũng như thế, được cha mẹ chở che bỏ bọc nuôi dạy từ tấm bé đến giờ. Ăn đó ức đó, làm đức đó, làm sao trả được? Một ngày một bữa không thể trả được. Một cái ơn nặng nữa các vị, mình phải tri ân, đó là ơn của thầy tổ. Sở dĩ chúng con có được cái hình hài của người xuất gia là do thầy của chúng con thế phát cho, đặt cho một pháp danh. Sở dĩ chúng con được ăn học với người ta cũng do thầy chúng con. Sở dĩ chúng con được lên đây ngồi chia sẻ với các vị, hầu chuyện với các vị cũng do nhờ thầy của chúng con. Chúng con có một đường lối tu tập đúng đắn, đi theo con đường của Đức Phật đã đi, của bậc chư thánh đã đi, chính là nhờ thầy của chúng con đã đưa đường chỉ lối. Cái ăn đó, cái đức đó không thể nào trả cho hết được. Người thế gian á, có câu rằng nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, huống chi thầy chúng con ban cho con rất nhiều điều to lớn. Cho nên cái ân đức đó chúng con không thể nào trả cho hết được. Chúng con từng làm bên Thắp Cốt ngày 20 tháng 11, các vị, có một cô đó, cô cầm một đám hoa rất là tươi vào trong Thắp Cốt để cúng lên cái hương linh trong đó. Mình hỏi ra mới biết người trong đó chính là vị thầy của mình. Từ đó mình suy ra rằng một con thầy của thế gian dạy cho mình cái chữ, dạy cho mình cái nghề thôi, nhưng đã tri ân như thế, ơn dày đức rộng như thế, huống chi ông thầy của mình cho mình cái hình hài của người xuất gia để hướng dẫn mình đi con đường của chư Phật đó đi. Cái ân đức đó làm sao thể trả cho hết được. Ơn cha sinh quá nên thân, ơn thầy dạy dỗ cũng gần như nhau. Lúc chúng con còn ở Cô Chi, các vị, khi chúng con về chăm sóc mẹ, mẹ mất, sau khi lo đám cho mẹ xong, chúng con nghĩ rằng thôi chắc mình không về chùa nữa. Ngày xưa chúng con mới đi xuất gia, cha mẹ mới nói chúng con rằng không cho đi, mày xuất gia rồi đó, sau này tao với ba mày già rồi, ai lo, ai chăm sóc. Nhưng ông bà lần được ra đi rồi, và chúng con lo cũng một phần nào cái chữ hiếu của mình. Bây giờ chẳng còn gì vướng bận hết, thôi chắc không về chùa nữa, ở Cô Chi luôn. Nhưng chúng con nghĩ đến cái ơn đức của sư phụ, của thầy chúng con luôn quan tâm đến mình, chúng con thôi mình về chùa đi. Thầy luôn che chở bảo bọc cho người đệ tử của mình, luôn hướng cho đệ tử của mình đi đúng đường, đúng giáo pháp của Đức Phật, để cái đền đáp cái công ơn của cha mẹ và của thầy tổ không gì hơn là tu tập
để có công đức. Đúng không ạ? Đền trung hiếu bằng chơn công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiếu trung sẽ trọn, nghĩa tình sẽ xong. Các vị cố gắng, mong các vị cố gắng. Các vị là người Phật tử, mình hãy sống đúng đạo làm người theo tinh thần của người Phật tử. Mình ở vị trí nào làm tròn cái bổn phận vị trí đó, như thế cuộc sống của mình mới có nhiều an lạc và mới có nhiều hạnh phúc. Mình làm người chồng thì hãy tròn đạo làm chồng, làm vợ hãy tròn đạo làm vợ, làm anh hãy tròn đạo làm anh, làm em hãy tròn đạo làm em. Đúng mà, mình sống với đúng theo lời của Đức Phật đã dạy, chắc chắn rằng cuộc đời mình nó bình yên lắm, nó hạnh phúc lắm. Mình đem hạnh phúc lên cho nhiều người thì chắc chắn bản thân mình cũng sẽ có nhiều hạnh phúc. Mình đối xử với người như thế nào thì người đối xử mình như thế ấy. Vợ chồng sống với nhau, khi mới quen nhau, mỗi lần ông gặp mặt bà thì sao? Mới quen nhau thì sao? Bữa cơm có cá có canh, anh không mất giả bằng anh gặp nạn. Rồi sau khi lấy nhau 5-7 mặt con rồi sao? Mỗi lần gặp mặt nhau thì rất là chán, thấy vợ thiên hạ thì bất ham. Lúc mới quen nhau thì bà nói với ông rằng anh không có đẹp trai cũng được, anh không có giàu cũng được, anh không có tài cũng được, miễn anh có một trái tim biết thương yêu vợ con. Lấy nhau 5-7 năm rồi thì sao? Chồng thiên hạ thì giàu thì tài, chồng của mình sao không được tích sự gì hết. Nên thấy rằng cái chồng của bà hàng xóm nó dễ thương chồng mình, thấy cái vợ của ông hàng xóm nó sao nó đẹp, nó trẻ hơn vợ của mình, lập tức mình có sự thay đổi. Nên các vị hãy nghĩ đến cái tình chồng nghĩ vợ bao nhiêu năm, đầu ấp tay gối. Các ông hãy nghĩ rằng lúc mình bệnh mình đau, ai là người chăm sóc thuốc thang cho mình? Lúc mình xa cơ thất thế, ai là người ở bên cạnh mình? Ai là người cùng sánh bước với mình trong những lúc thăng trầm của cuộc đời? Có phải là bà vợ của mình không? Các bà suy nghĩ rằng lúc mình đượn mình đau, ai là người chăm sóc cho mình? Lúc mình thất vọng, ai là người siết chặt cái đôi tay của mình để truyền cái niềm tin và hơi ấm cho mình? Lúc mình khổ đau, ai là người dang rộng đôi tay, dang rộng cái tấm lòng ra để chở che mình, để mình có bờ vai mình khóc khi mình đau khổ? Chồng mình không giàu không tài bằng chồng của thiên hạ, nhưng được cái rất là thật lòng, rất là nhân hậu, biết yêu vợ, biết thương con, như thế đã đủ rồi. Hãy nhìn lại như thế để các vị sống cho nó trọn vẹn. Đừng vì một phút sa ngã đánh mất đi một cái ngôi nhà, một hạnh phúc gây dựng bao nhiêu năm, đánh mất những cái tình cảm đã gây dựng bao nhiêu năm, đánh mất những cái hạnh phúc mình đã vun đắp vun bồi cho nó. Bây giờ vì một phút sa ngã lòng, một phút suy nghĩ thiếu chánh niệm mà mình làm đổ vỡ điều đó, điều đó không có đáng, đúng không ạ? Cho nên xin hãy sống trọn vẹn với nhau để cuộc đời này nó có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc. Các vị là những người tại gia có gia đình thì hãy sống trọn đạo làm người, cái bổn phận của mình đối với gia đình. Anh em với nhau cũng như thế. Cuộc đời bây giờ, xã hội bây giờ trọng tiền bạc hơn là trọng nhân nghĩa, đúng không? Vì một chút tình, một chút tiền tài vật chất, chút ruộng chút đất, anh em cấu xé với nhau, chém giết nhau, thua nhau ra tòa. Có một câu chuyện, các anh em cha mẹ mất sớm, để lại hai anh em và được chia ra hai cái phần đất, hai cái mảnh ruộng. Hai anh em canh tác, đến mùa thu hoạch lúa, người em á, nghĩ rằng mình có một mình sống sao không được hết. Nhưng anh của mình có vợ có con, cần phải nhiều thứ để lo, nên thôi nghĩ như thế. Người em mới vác bó lúa của mình bỏ vào kho của anh mình. Người anh lại nghĩ rằng mình có vợ có con lo rồi, em mình nó có một mình thôi, nó đơn chiếc, có điều gì đâu ai lo, cần phải có nhiều tiền, nên mới vác bó lúa của bên kho mình để ra kho của người em. Tối hôm trước đã vác, tối hôm sau vô kiểm tra kho thì cái số lượng lúa vẫn còn nguyên. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn như thế. Và đến ngày thứ ba thì sao? Hai anh em cũng vác lúa vào kho của nhau trong một đêm tối và đụng nhau.
Và nguyên nhân được sáng tỏ và anh em ôm nhau khóc. Những cái điều đó giống như là câu chuyện cổ tích các vị. Điều này khó tìm được. Khó tìm được như thế. Khó tìm được những con người như thế. Khó tìm được những tình cảm như thế. Các vị là những người Phật tử, mình phải luôn luôn nhìn lại mình để sống cho nó tốt, để cuộc sống mình nó bình an hơn, nó hạnh phúc hơn. Có những điều mình phải biết. Thứ nhất á, mình đừng có bận lòng trước những khen chê của thế gian. Mình còn dính mắc vào những khen chê đó, mình còn khổ đó. Bởi vì khen chê nó sẽ đi chung với nhau. Lúc này bị khen thì lúc sau bị chê. Hạnh phúc và khổ đau nó cùng song hành với nhau. Hôm nay người ta khen mình chị giỏi quá. Không biết chị tu bao lâu rồi nhưng mà thuộc rất nhiều kinh. Em chú đời bi không vẫn chưa thuộc được. Mình vui đúng không ạ? Hôm sau thì mình đang ngồi trong chánh điện, mình ngâm nga chú đại bi mở đầu bằng Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát. Có một bà nào đó, bà đi ngang qua, bà nói rằng bà làm có đủ tâm từ bi để vào cái hội của chư Phật Bồ Tát. Bà vô cái hội bà Tám thì được. Buồn đúng không ạ? Hôm trước khen thì vui, hôm nay chê thì buồn. Cho nên mình đừng có sống vì cái miệng lưỡi của thế gian. Mình sẽ rất là khổ đâu. Mình hãy sống là chính mình. Chỉ cần mình làm đúng thì việc khen chê là cái việc của người đời. Mình chấp vô cái việc khen chê đó, mình sẽ buồn vui lẫn lộn, lúc buồn lúc vui. Mình không làm chủ được cảm xúc của mình. Cuộc đời mình gửi gắm vào cái khen chê của người khác, làm sao có một ngày để mà yên. Đức Phật ở trên đó, không phải nhiều hình ảnh của Đức Phật, khen cũng được, chê cũng được, Ngài vẫn bình thản và an nhiên. Cho nên bình thản mới được an nhiên, mới có tự tại và mới có được hạnh phúc. Mong rằng các vị cố gắng. Cuộc đời mà lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống, mà không ai mãi mãi một vị trí đó. Cho nên hãy bình thản trước những thuận nghịch của cuộc sống. Mình không vững tay lái, không thể nào vượt qua cái sóng gió của cuộc đời. Cho nên hãy bình thản trước những cái thuận nghịch đó. Hãy coi những khó khăn đó là một nền tảng để mình tiến xa hơn, là một nền tảng để mình thành công hơn trên bước đường tu học Phật Pháp. Có như thế cuộc đời mình mỗi ngày một tiến bộ, mỗi ngày một thăng hoa, cuộc đời mình có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc. Cuộc đời này nó vốn dĩ rất là khổ đau rồi, đúng không ạ? Cho nên hãy cho nhau nụ cười thật hiền, hãy cho nhau một cái nhìn thật là ấm áp để xoa dịu nỗi khổ niềm đau của mọi người. Mình biết sống vì người khác thì người khác sẽ biết sống vì mình. Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Cho nên rằng mình hay đem hạnh phúc cho người khác để mình có được hạnh phúc. Mình cho thiên hạ cái gì thì mình sẽ nhận về cái đó. Nên hãy cho nhau nụ cười, hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau sự hoan hỷ để mình có được hoan hỷ, mình có được niềm vui. Năm tháng nó luôn đổi thay, không ngừng lại bao giờ. Cho nên đừng nắm giữ sắc tướng của vô thường để rồi mình phải khổ đau. Một bông hoa nó nụ rồi nó nở và nó cũng phải tàn. Cuộc đời, cuộc sống như thế. Mình giữ mãi cái hình ảnh cũ đó, có hoài niệm quá khứ đó, mình sẽ luôn khổ đau. Mình không có một ngày để yên được. Ngày xưa, mình cứ nghĩ là ngày xưa mình như thế này, mình trẻ, mình đẹp. Bây giờ mình không còn đẹp, không còn trẻ nữa. Mình buồn với cái buồn đó, vì nhan sắc không còn những ngày xưa. Ngày xưa người ta như thế này, ngày xưa người ta như thế kia. Bây giờ người ta không còn như vậy nữa. Mình nắm giữ cái sắc tướng vô thường đó, mình sẽ luôn khổ đau. Đúng mà, hãy tập bỏ bớt. Bỏ bớt cho lòng nó nhẹ, bỏ bớt cho lòng nó thanh thản. Cuộc sống mình có hạnh phúc hay không chỉ là nhờ điều đó. Một cái nhìn đúng đắn về vạn vật, một cái nhìn đúng đắn về vạn pháp, một cái nhìn đắn về con người. Được như vậy, lòng mình bình thản hơn trước những đổi thay của thế sự, trước những đổi thay của người bên cạnh, trước những đổi thay của sắc tướng này. Hãy gần gũi thiện hữu tri thức để học những điều hay, để học những điều tốt, học những điều của chư Phật, chư Tổ dạy.
mình làm tư lương cho cái quá trình tu nhân học Phật của mình để mình sống tốt. Không cần làm cái gì cao siêu cả, chỉ cần sống tốt, chỉ cần sống được và sống đẹp là đủ rồi. Cái chuyện giác ngộ giải thoát nó còn hại còn xa, nhưng mình sống với nhau ở giây phút này rất là quan trọng. Hiện tại chưa có được tốt đẹp, chưa được hoan hỷ, chưa được an lạc thì tương lai chắc chắn rằng không có an lạc và không có hạnh phúc. Chắc vị có đồng ý với chúng con như thế không ạ? Con kể cho các vị nghe một cái câu chuyện vui ha. Có gia đình đó có tín tâm đối Phật Pháp. Một hôm nhân ngày thất của một người nhà, người thân trong nhà, mới mời một quý thầy về để giảng Pháp. Ông thầy giảng Pháp xong một hồi nhìn xuống, cả nhà ngủ hết, chỉ có một đứa nhỏ thôi. Đứa nhỏ không ngủ mà nó ngồi nó khóc. Ông thầy ông đập bàn cái rầm: các vị mời thầy đến đây để giảng kinh cho các vị nghe, các vị không tôn trọng thầy, các vị không tôn trọng lời Phật, các vị ngủ hết, các vị không bằng một đứa nhỏ. Nó có tí tu đầu thôi mà nó biết nghe lời Phật, nó cảm động mà nó khóc kìa. Ông thầy quay qua đứa nhỏ hỏi: tại sao con khóc? Con tâm đắc điều gì, cái chỗ nào mà thầy nói mà con khóc? Đứa nhỏ nhìn lên cái bàn của ông thầy, nó chỉ, nó đang khóc, nó nấc, nó không nói được: chỗ đó, chỗ đó. Ông thầy nói: từ từ con bình tĩnh lại, con đến khóc con nói cho thầy nghe, con tâm đắc ở chỗ nào? Đứa nhỏ mới chỉ lên cái bàn, chỉ chỗ ông thầy ngồi: cái ghế dài của thầy ngồi là cái chỗ ngủ của con, thầy ngồi rồi con không có chỗ ngủ nên con khóc. Để cho cái đời sống của mình có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc, mình hãy khơi dậy cái tâm thiện trong cái con người của mình. Mình nói thiện, nói điều lành, suy nghĩ việc lành và làm điều lành, thì chắc chắn rằng một ngày đó là một ngày an lạc, một ngày đó là ngày hạnh phúc. Mình suy nghĩ điều bất thiện, nói điều bất thiện và làm điều bất thiện, chắc chắn rằng ngày đó mình không phải là ngày hạnh phúc của mình. Đúng không ạ? Ngày không có tốt xấu, mình làm điều tốt thì hưởng cái quả tốt, làm điều bất thiện thì hưởng cái quả bất thiện. Đó là một lẽ rất là bình thường. Và hãy làm những việc đáng làm. Hôm nay sám hối, vị vô chùa rất là sớm, 6 giờ mới nghe giảng và 7 giờ mới là sám hối, nhưng 3 giờ có mặt rồi. Trong thời gian từ lúc vô chùa đến bây giờ, các vị làm cái gì? Ngồi nói chuyện với nhau, chuyện bà 5, bà 7 gì đó, đúng không ạ? Chuyện bà 8, bà 9 gì đó. Nhưng mà ít ai nói Phật Pháp lắm, ít ai nói tu hành lắm, ít ai nói đi làm gì việc lành lắm. Chúng con nói chuyện 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, phải soạn bài rất là kỹ. Các bà không có soạn bài, các bà không cần soạn bài, các bà nói 3 tiếng đồng hồ chưa hết chuyện. Các bà lên đây ngồi đó phải nói là tập 1, tập 2, tập 3 và tập 10 vẫn chưa hết chuyện để nói. Nên khuyến khích các vị lên làm giảng sư ha, xuất gia đi, con tặng cho cái lưỡi lam ha. Các vị làm giảng sư thì nói nhiều thứ, cho nên hãy làm những việc đáng làm, đừng có để cái tâm mình bị tán loạn ở bên ngoài. Như thế thì mình sẽ rất là dễ bị phiền. Cuộc đời này vốn dĩ là khổ đau rồi, cho nên các vị là những người Phật tử, là các vị đi theo pháp môn tịnh độ, điều đầu tiên á là phải xây dựng tịnh độ nhân gian để cuộc sống ta bà này trở thành cực lạc, mọi người đều có hạnh phúc, mọi người được có an vui. Như thế thì chắc chắn rằng dù đi đâu, dù đến đâu, các vị cũng có hạnh phúc. Dù đến đâu, các vị cũng có những người bằng hữu, người chung chí hướng, người chung chí nguyện của mình. Hãy cố gắng xây dựng cái cảnh giới này trở thành tịnh độ. Điều đầu tiên là hãy xây dựng cái gia đình mình, đến cái làng xóm của mình. Các vị có tu á thì cuộc sống mình được nhẹ nhàng hơn. Hãy khuyến khích người khác làm việc lành, việc thiện. Mình tu á mà nhà kế bên không tu cũng không được, đúng không ạ? Mình bên đây mình niệm Phật, bên kia nó mở nhạc. Mình bên đây mình tịnh tọa, bên kia nó đá gà. Được không ạ? Không tu được. Cho nên người khác tu, mình tu khuyến khích người khác tu. Như thế thì cuộc sống mình nó thoải mái hơn. Mình dẹp bớt cái hơn thua đi. Hãy nhường nhau một bước đi, cho cuộc sống thì nó bình lặng hơn. Hơn thua được cái gì đâu, tranh giành là được cái gì đâu. Mình hãy sống đúng theo cái lời Phật dạy, đúng theo tinh thần của người Phật tử, bớt hơn thua đi,
cho cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, nó an lạc hơn, nó hạnh phúc hơn. Hơn thua cuối cùng cũng chẳng được cái gì, rồi ai cũng chung một số phận như nhau. Không phải mình dở hơn người ta, không phải mình hèn hơn người ta, không phải mình yếu hơn người ta. Bởi vì hạ mình vì sức yếu thế cô, nhưng mình hạ mình xuống, mình để mình trưởng thành hơn. Mình lùi nghĩa là đang tiến. Các vị ở nhà quê đó, có đi cấy không ạ? Có đi cấy không? Đi cấy là để tới hay đi lui? Mình đi lui đúng không ạ? Nhưng thật sự là đang tiến. Các vị cũng như thế, dẹp bớt hơn thua đi. Và có những người trong quá khứ đã làm nhiều lầm lỗi, nhưng hiện tại dày vò và đau khổ bởi cái lỗi lầm đó, không có yên ổn để sống được. Ai cũng có những sai lầm, mình chưa phải bậc thánh, ai cũng có những sai lầm. Nhưng quan trọng mình biết nhìn lại, biết ăn năn, biết sám hối, biết sửa đổi, điều đó rất là tốt. Hãy buông bỏ về cái lỗi lầm ở quá khứ, hãy sống cho hiện tại, hãy sống cho bản thân mình, hãy sống cho những người thân của mình. Nên đừng để những quá khứ nó ràng buộc mình, nó làm cho mình luôn khổ đau. Một lỗi lầm nhỏ thôi cứ đeo đẳng mãi, mình không yên với nó, làm sao mà sống một cuộc đời hạnh phúc được? Làm sao mình có được nụ cười được? Mình không có an lạc hạnh phúc, làm sao mình đem lại an lạc hạnh phúc cho người khác được? Mình hãy thiết lập một cái chánh niệm, một cái chánh kiến, để có một cuộc sống thật là tốt. Mình không có một cái chánh kiến đúng đắn, mình có cái nhìn sai á về cuộc đời, về cuộc sống, về con người, thì mình không có đi đúng đường, mình không nói đúng những điều đúng. Mình luôn nhìn sai mọi việc, nhìn sai về pháp, mình chắc chắn sẽ tu đi sai đường. Đi sai đường thì khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Hiện tại có thể thấy nó có nhiều niềm vui, nhưng đi sai đường, có cái nhìn sai thì sẽ bị sai lệch, bị tư tưởng, từ đó dẫn đến cái khổ đau và phiền lụy nó kéo theo. Mình là người Phật tử, hãy thức làm cái chánh kiến để có một đời sống thật an lạc, hạnh phúc. Đó là điều chúng con muốn gửi gắm đến cho các vị. Mong rằng các vị hãy cố gắng. Bên cạnh đó mình hãy tập cho mình một lối sống tích cực. Một hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng hơn. Dù cuộc sống hiện tại mình nghèo, khổ, bệnh tật, nhưng hãy tin tưởng rằng phía trước là một con đường tươi sáng. Bởi vì con đường mình đi là một con đường của Đức Phật đang đi. Đức Phật có được an lạc hạnh phúc, giải thoát, thì chắc chắn con đường mình đi thì có được an lạc hạnh phúc và giải thoát. Phải suy nghĩ tích cực, không nên bi quan, không nên chán nản, không nên tuyệt vọng. Bởi vì mình đã có con đường đi rất là trong sáng, rất là an lạc và thách thảnh thơi. Chỉ cần mình đi đúng đường thì lập tức an lạc có mặt, niềm vui có mặt và hạnh phúc có mặt. Các vị có cố gắng được không ạ? Mình hãy cư xử theo cái cách cư xử của một người Phật tử. Thế gian thì nó khác, người đời thì nó khác. Cũng một cách nhìn về một sự vật, sự việc, nhưng cách nhìn của Phật tử thì nó khác. Cách nhìn của người thế gian thì nó khác. Thế gian còn hơn thua nhau, còn tranh đấu với nhau, nhưng người Phật tử thì nó sẽ khác. Cũng một cái khúc mắc xảy ra giữa nhà này với nhà kia, nhưng người biết tu á thì sẽ khác. Giả sử có hai nhà, hai đứa con nó gây nhau vì cái chuyện gà, chuyện vịt thôi, nhưng nó gây nhau. Bà mẹ của nhà mà không biết tu á thì nói rằng: mày cứ sửa đẹp cho nó đi, mày sửa đẹp nó cho tao đi, nó chết thì tao ở tù. Nhà người biết tu thì nói rằng: thôi con, cái chuyện rất là nhỏ bé, đừng làm cho nó lớn ra. Tình làng nghĩa xóm nó quan trọng hơn những chuyện con gà, con vịt. Tiền bạc, vật chất còn có thể kiếm, nhưng tình làng nghĩa xóm thì khó mà tìm được. Hãy trân quý cái đó. Nếu con nghe lời cha mẹ thì thôi bỏ qua đi. Hãy xây dựng tình làng nghĩa xóm cho nó tốt đẹp. Cái cách ứng xử của người có tu và không tu nó khác nhau như thế. Các vị là những người Phật tử rất lâu năm rồi, đi chùa rất là lâu rồi, nghe rất nhiều pháp rồi. Các vị có làm được như thế không? Hãy suy gẫm lại. Bao nhiêu năm tu hành của mình rồi, cái an lạc hạnh phúc nó nhiều hay là khổ đau nó nhiều? Cái an lạc hạnh phúc mình cho người khác nó nhiều hay khổ đau phiền não mà đem đến cho khác nó nhiều? Đó là điều mình quan trọng. Mình không quan trọng đọc nhiều kinh hay đi nhiều chùa hay là nhiều Phật. Quan trọng là có đưa được những lời dạy của Đức Phật, lời dạy của chư Phật,
của chư tổ vào trong cái đời sống của mình, đi tu tập chuyển hóa để bản thân mình có an lạc và người khác có an lạc. Đó là một điều rất quan trọng của một người đang tu học Phật pháp. Các vị hãy suy gẫm rằng con mình đã làm được chưa? Làm được chưa? Chưa làm được cũng không có sao cả. Hãy cố gắng, hãy nỗ lực, chắc chắn rằng mình sẽ làm được. Chắc chắn mình sẽ làm được. Bởi vì tu đúng thì có kết quả đúng. Lời sau cùng, xin các vị cố gắng nghe được cái gì cả nghe, học được cái gì cả học. Nhưng mong rằng các vị có được an lạc, có được niềm vui từ những lời chia sẻ của chúng con. Nguyện nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho các vị, gia quyến cho các vị có an lạc, có hạnh phúc. Nguyện nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho những chúng sanh ngoài kia chưa biết đến Phật pháp, hãy vay về đứng tựa Tam Bảo để có một đường đi, một lối đi thật là đúng đắn. Xin tri ân các vị đã chịu khó đến đây, dù có tâm hay dù không có tâm, để ngồi nghe chúng con nói. Không biết các vị có hoan hỷ không? Rồi xin tri ân các vị. Chúc các vị có một thời sám hối, có nhiều an lạc và nhiều hạnh phúc. Đủ duyên thì gặp các vị lần sau. A Di Đà Phật.